các pháp là tâm, tâm kia là chú là nguồn tạo sinh, nói năng hành động thường tình. Với tâm ô nhiễm nghiệp sinh khổ sầu, tâm ô nhiễm khổ theo sâu, như xe bò kéo lăn vào dấu chân. Dần đầu các pháp là tâm, tâm kia là chú là nguồn tạo sinh, nói năng hành động thường tình. Với tâm thanh tịnh nghiệp sinh vui vầy, như hình với bóng sanh vai. Tâm thanh tịnh với an vui bóng hình, đây kìa nó đánh chửi mình. Nó còn phá hoại cướp giành của ta, niềm này nếu chẳng rời ra, hận thù kia thật khó mà nguôi ngoai. Đây kìa nó đánh chửi ta, nó còn phá hoại cướp phá của mình, không màng niềm ấy mặn tình. An nhiên thanh tịnh sẽ sinh hết thù, hận thù khó diệt hận thù, suốt đời không thể hết thù hận đâu. Từ bi mới diệt hận sâu, đó là định luật rất màu ngàn xưa. Ai kia hiểu lẽ đợi chưa, thân vô thường cũng chỉ chờ huy thôi, mà còn tranh luận lắm lời. Hiểu ra tranh luận từng thời tiêu tan, ai kia khoái lạc mê mang. Thân mình tương sạch các căn chân trì, uống ăn chẳng tiếc đồ gì, chay lười biếng nhát nói chi tinh cần. Mà kia dê nhiếp phục tâm, như cuồng phong uống cạnh mềm ta tơi. Ai mà khoái lạc xa rời, chăm lo nhiếp hồ trao dồi các căn, giữ gìn tiết độ uống ăn, siêng năng tinh tiên vững an một lòng. Tự như núi trước cuộn phong, an nhiên tự tại về phòng trong ma. Ai kia mặc áo cà sa, tâm còn tham dục rầy rà chưa xong, vẫn không tự chế thực lòng. Cà sa chân xưng thà rằng bỏ đi, ai mà dưng dục tham đi. Giữ gìn giới luật thù trì nghiêm minh, sống chân thật tự chế mình. Cà sa áo ấy xưng tình măng lên, không chân thật tưởng là chân, đến khi chân thật lại lầm là không. Tư duy bất chính tạ tâm, làm sao đạt được thật chân ở đời. Không chân biết không chân rồi, gặp chân thật biết tức thời là chân. Do tư duy đúng chánh ngay, thật chân mau đạt mau hay thế nào. Mái nhà vùng lợp mưa vào, tâm không tu chẳng khác nào mái kia. Dục tham xâm nhập tức thì, như mưa đổ xuống lấy gì chống che. Mái nhà khéo lợp khéo che, mưa dù nặng hạt khó bề lọt vô. Tâm kia khéo dư khéo tu, thời tham dùng ăn khó bề nhâm xâm. Đời này buồn muốn thoát thân, đã làm điều ác sẽ buồn đời sau. Do nhìn nghiệp ác buồn sao, sinh ra khổ não lo âu hai đời. Đời này vui vẻ thanh thơi, đời sau cũng vậy hai đời vui thay. Do nhìn thiên nghiệp tạo xây, nên xin an lạc tâm này lạc an. Đời này cưng khổ kêu than, đời sau cũng vậy lầm than hai đời. Buồn vì nghiệp ác tạo rồi, đọa thành ác thú từng thời khổ thay. Đời này hoan hỷ vui vậy, đời sau hoan hỷ cũng tày kém đâu. Vui làm thiền hương phước màu, được sanh vào cõi lành đâu dễ gì. Dù cho kinh tụng vô kỳ, mà buông lung chẳng thiết chi thân hành. Như chăn bò của tha nhân, đem bò cho chú nào phần của ta. Tùy hành giáo pháp lơ là, hành xa môn sẽ khó mà hướng chi.
dù cho in tùng kinh đi, nhưng luôn y giáo hành trì chánh chân. Tham sân si chân bận lòng, bỏ xa thế dục thoát vòng u mê. Dù nơi coi nọ nơi kia, xa môn hành vân hoa thuê thâm nhuận. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quang chính ở đây, không động không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều định được, với đại quân thần chết. Chú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi. Xưng gọi nhân gia hiền, bậc an tinh trầm lặng. Tân ca hành vô thường, khi nào thấy bằng tuệ. Khi ấy nhàm chán khô, đó là đạo thanh tịnh. Tân ca hành là khô, khi nào thấy bằng tuệ. Khi ấy nhàm chán khô, đó là đạo thanh tịnh. Tân ca pháp vô ngã, khi nào thấy bằng tuệ. Khi ấy nhàm chán khô, đó là đạo thanh tịnh.